lộ cuộc sống giàu có của Minh Tuyết cùng chồng đại gia bằng tuổi. Ca sĩ Minh Tuyết là em gái út, trong gia đình có hai người chị nổi tiếng, giàu có là ca sĩ Cẩm Ly và Hà Phương. Nếu Hà Phương không còn xa lạ với nhiều người khi là phu nhân của tỷ phú Chính Chu, Cẩm Ly có cả một cơ ngơi sự nghiệp hoành tráng tại Việt Nam, thì Minh Tuyết lại có cuộc sống giàu có ngầm. Khi sang Mỹ định cư, Minh Tuyết nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A của thị trường hải ngoại, khi liên tục được biểu diễn cũng như góp mặt trong các sản phẩm âm nhạc hoành tráng. Với mức cát xê cao và lịch diễn dày đặc, Minh Tuyết rất chịu chi để nâng cấp hình ảnh bản thân. Chỉ so sánh trong gia đình, Minh Tuyết đã vượt mặt Cẩm Ly giản dị, Hà Phương có phần hơi sến súa về gu ăn mặc. Do sinh sống ở cả Việt Nam lẫn nước ngoài, Minh Tuyết giấu kín được khối tài sản cô cùng người bạn đời mất nhiều năm tích góp tại Mỹ. Trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu, Minh Tuyết chia sẻ chồng cô không phải đại gia giấu mặt và cô không giàu có như các chị trong gia đình. Nhưng thực tế, khán giả hải ngoại không còn xa lạ gì với doanh nhân Diệp Nghi Khê, chồng của Minh Tuyết. Thời Minh Tuyết mới sang Mỹ làm nghiệp, cô gặp không ít khó khăn, vất vả. Trong lúc đăng cô đơn nhất, Minh Tuyết bất ngờ gặp Diệp Nghi Khê trong một dịp tình cờ và cả hai nhanh chóng bén duyên tình cảm. Năm 2000, Minh Tuyết và doanh nhân bằng tuổi hoàn tất thủ tục kết hôn và về sống chung một nhà. Sau đó, chính Diệp Nghi trở thành động lực để Minh Tuyết nỗ lực bứt phá trong sự nghiệp. Không hoạt động trong làng giải trí, nhưng Diệp Nghi nổi tiếng khi là Việt Kiều sở hữu khối tài sản triệu đô và nắm trong tay nhiều dự án bất động sản lớn. Khi đã thoải mái công khai mối quan hệ, năm 2013, Diệp Nghi Khê còn chi số tiền lớn để tổ chức đám cưới xa hoa với Minh Tuyết tại một khách sạn 5 sao tại thành phố Hồ Chí Minh. Những lúc rảnh rỗi, cặp đôi này cũng thường xuyên đi du lịch ở nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Ca sĩ hải ngoại Minh Tuyết tiết lộ cuộc sống hôn nhân, hai thập kỷ nhưng vẫn chưa có con, là vì... Là em gái út trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Minh Tuyết chọn lối đi khác với hai chị gái nổi tiếng là Cẩm Ly, Hà Phương khi chọn hải ngoại là nơi phát triển sự nghiệp ca hát. Và ngay cả quan điểm kết hôn sinh con của Minh Tuyết cũng không hề giống hai chị. Minh Tuyết lập nghiệp ở sân khấu hải ngoại tính đến thời điểm hiện tại đã 20 năm. Một thân một mình nơi đất khách, Minh Tuyết đã chọn tự bươn chải mọi thứ trong khoảng thời gian 3 năm đầu, cho đến khi cô gặp gỡ ông xã Diệp Khê. Minh Tuyết chỉ hẹn hò duy nhất với ông xã từ khi sang Mỹ lập nghiệp. Hai người nhanh chóng kết hôn trong bí mật trong một thời gian tìm hiểu. Minh Tuyết cùng chồng Việt Kiều về chung nhà 16 năm mới tổ chức đám cưới tại Mỹ với sự chứng kiến của bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Và 3 năm sau, tức là vào cuối năm 2016, Minh Tuyết mới công khai chân dung chồng bằng tuổi trước báo giới và truyền thông. Minh Tuyết chia sẻ chồng Việt Kiều là người đầu tiên cô yêu khi đặt chân sang xứ lạ quê người và cũng là người duy nhất nắm giữ trái tim cô cho đến thời điểm hiện tại. Dù cả hai đã chung sống gần 20 năm và chưa có con đầu lòng, nhưng tình cảm son sắt của cặp đôi luôn khiến công chúng phải ngưỡng mộ. Trong hôn nhân, quan trọng nhất là chia sẻ và nói ra được với nhau. Người ta vẫn nói cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Với tôi thì chừng nào tôi biết mình muốn đóng cánh cửa ở nhà thì tôi mới cho phép mình mở cánh cửa khác ra. Còn không thì thôi. Nữ ca sĩ hải ngoại chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân. Minh Tuyết khen chồng rất hiểu cho đặc thù công việc của vợ. Anh không bao giờ ghen dù cô có diễn mùi mẫn cùng các nam ca sĩ hay được người hâm mộ khác giới thể hiện tình cảm. Thậm chí Minh Tuyết còn cho chồng hướng dẫn cô cách diễn trên sân khấu sao cho tình tứ cùng danh ca bằng kiều. Sau gần 2 thập kỷ sống chung, cả hai vẫn như cặp uyên ương mới cưới vì chưa vướng bận chuyện con cái. Trước đây vì lo cho sự nghiệp, Minh Tuyết và chồng hoãn kế hoạch có con. Giờ đây ở tuổi 42, cô bắt đầu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Thành công trong sự nghiệp ca hát ở hải ngoại thời gian gần đây, Minh Tuyết còn trở về Việt Nam ngồi ghế nóng các chương trình truyền hình. Nữ ca sĩ may mắn khi tìm được nửa kia thấu hiểu cho công việc. Và dù chưa có con đầu lòng, nhưng hẳn ai cũng ghen tị với cô vì có bí quyết giữ lửa hôn nhân sau gần 2 thập kỷ chung sống. Ca sĩ hải ngoại Minh Tuyết lần đầu trải lòng về người chồng gắn bó 20 năm khiến ai cũng ngạc nhiên. Mới đây trên một chương trình truyền hình, ca sĩ Minh Tuyết đã thu hút sự chú ý của khán giả khi có những chia sẻ khá thú vị về ông xã của mình. Theo lời nữ ca sĩ, cô và ông xã đã quen nhau gần 17-18 năm và là vợ chồng chính thức đến nay cũng đã khoảng 16-17 năm. Là nghệ sĩ, trước đây tôi muốn giữ đời sống riêng tư cho mình, không muốn nhiều người biết đến nên không công bố ra bên ngoài đã lập gia đình. Đến một lúc nào đó khi đã lớn tuổi, tôi nghĩ nên thông báo để ra mắt hai họ và khán giả gần xa. Còn đối với hai bên gia đình
đây đã là chuyện rất lâu rồi, Minh Tuyết tâm sự. Nói về người bạn đời đã gắn bó gần 2 thập kỷ, Minh Tuyết cho hay chồng cô hơn cô 6 tuổi, ít nói, rất lịch sự, ga lăng với tất cả mọi người, nhất là con gái. Và chính điều này đã khiến nữ ca sĩ cảm thấy có ấn tượng và mến anh. Đằng sau sự nghiệp ca hát thành công là khoảng thời gian dài 16 năm luôn có người chồng mà cô xem như hậu phương vững chắc. Khi bố anh ấy mới mất, có một lần tôi vô tình nhắc đến bố thì anh khóc rất nhiều. Tôi cảm nhận được rằng một người ra đường thì lịch sự với tất cả mọi người, nói tới gia đình thì rất là tình cảm, là người xứng đáng để mình trao gửi cả đời. Từ đó tôi quyết tâm cùng anh xây đắp tương lai. Trước đó, trong chuyến trở về Việt Nam tham gia chương trình Đêm Tình Nhân 4 diễn ra vào cuối tháng 9 năm ngoái tại Hà Nội, Minh Tuyết đã gây bất ngờ khi lần đầu trải lòng về chuyện tình cảm giữa cô và người chồng giấu kín trong suốt 16 năm qua. Đồng thời, nói về tin đồn, ông xã là tỷ phú giấu mặt, Minh Tuyết thẳng thắn cho rằng điều đó không đúng vì ông xã cô chỉ là người bình thường. Minh Tuyết sinh năm 1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô là em gái út của ca sĩ Cẩm Ly và ca sĩ Hà Phương. Cô khởi nghiệp từ sớm tại Việt Nam bằng việc lập đôi song ca với chị gái Cẩm Ly. Tuy nhiên, vào năm 1997, nữ ca sĩ quyết định một mình sang Mỹ lập nghiệp và chỉ 3 năm sau đó, cô đã nhanh chóng gặt hái được thành công. Vì sao Cường Đô La say như điếu đổ Đàm Thu Trang và muốn cưới làm vợ? Cường Đô La được biết đến không chỉ là một tay chơi siêu xe nổi tiếng, mà còn là một người đào hoa, từng hẹn hò với không ít người đẹp. Dù là mối tình bất ngờ với Yến Trang, trải qua thanh xuân với Tăng Thanh Hà, đăng ký kết hôn và có con với Hồ Ngọc Hà mà không có đám cưới chính thức, tan hợp, hợp tan với Hạ Vi. Nhưng chỉ đến Đàm Thu Trang, Cường Đô La lần đầu tiên chủ động công khai tình cảm trước sự tò mò của dư luận và truyền thông, thay vì tâm thế bất đắc dĩ như trong các cuộc tình cũ. Có thể nói mẫu số chung của Yến Trang, Tăng Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà, Hạ Vi đều là nhan sắc không phải dạng vừa, nhưng Đàm Thu Trang nhìn lại khó có thể được đánh giá là tuyệt sắc giai nhân. Vậy lẽ nào Cường Đô La lại thực sự bị chinh phục vì sự giản dị và có phần hơi chân quê của Đàm Thu Trang? Cứ thử nhìn mà xem nhé! Đàm Thu Trang là một cô gái dân tộc Tày, sinh năm 1989 tại Lạng Sơn. Cô sở hữu vóc dáng gợi cảm với số đo 86-60-89. Cô từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2010 và lọt top 20. Sau đó cô góp mặt tại đấu trường cuộc thi Người mẫu Việt Nam Next Top Model 2010. Cô còn gây chú ý khi tiếp tục đăng ký tham gia Hoa hậu dân tộc Việt Nam. Thế nhưng, nhan sắc của Đàm Thu Trang so với 4 người đẹp còn lại thì không thể sánh bằng. Tất nhiên bóng hồng nào đến với Cường Đô La đều bị nghi là vì tiền. Đàm Thu Trang không phải ngoại lệ. Nhưng nếu như Hồ Ngọc Hà và Hạ Vi tận dụng sức nóng truyền thông khi Cường Đô La đang ở đỉnh cao sự nghiệp, thì Đàm Thu Trang lại hoàn toàn khác biệt. Cô tự tin vào sự độc lập tài chính của mình để không yêu Cường Đô La vì tiền. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu Cường vì tiền. Tôi có công việc ổn định nên có thể tự hào về sự độc lập của mình. Nhưng tôi nghĩ nếu có một cô gái nào đó được nhiều người chăm sóc, bao bọc cũng là điều rất đáng mừng. Có gì phải săm soi, chế giễu, Đàm Thu Trang cho hay. Thậm chí với công việc kinh doanh của bản thân, kho hàng hiệu cao cấp của Đàm Thu Trang cũng khiến người khác phải nể vài phần. Tính sơ sơ, gia tài dày túi của cô cũng đáng giá đến hàng trăm triệu đồng. Là người nổi tiếng đào hoa, nhưng Cường Đô La hiếm khi công khai ảnh cuộc sống riêng tư trên mạng xã hội. Khi yêu Đàm Thu Trang, anh đã thay đổi thói quen này. Nhưng Đàm Thu Trang không hề xúng xính với áo cầu kỳ như Yến Trang, Hạ Vi hay Hồ Ngọc Hà, mà luôn trung thành với phong cách thời trang đơn giản, năng động. Một trong những điều bất ngờ nhất trong hành trình vượt siêu xe mà Cường Đô La tổ chức vào cuối tháng 2 năm 2018, lần đầu tiên sau 7 năm, anh đặt một người phụ nữ ngồi vào ghế phụ. Người đó là Đàm Thu Trang. Chưa từng có một cô gái nào được vị đại gia mê siêu xe trao cho vinh dự đó. Tất nhiên có thể vì Cường đang trong men say ái tình, nhưng vì Cường muốn Đàm Thu Trang hiện diện cạnh anh trong cuộc chơi vốn dành riêng cho những gã đàn ông không ưa vướng bận, cho thấy anh thực sự tự do và thoải mái khi ở bên cạnh người đẹp họ Đàm. Giữa showbiz Việt vốn đầy thị phi, Đàm Thu Trang vẫn ngọt ngào và bình yên bên Cường Đô La thế này đây. Những khoảnh khắc bình dị giữa hai người khiến ai cũng tin tình yêu giữa họ là thứ tồn tại duy nhất. Rất hiếm thấy Đàm Thu Trang xúng xính vế áo cầu kỳ mà đôi khi xòe xòa đến ngạc nhiên. Đèn trắng có lẽ là hai sắc màu yêu thích nhất của Đàm Thu Trang và Cường Đô La khi sánh đôi. Và cuối cùng, một cái kết đẹp đã đến với họ. Nhiều ý kiến đánh giá về nhan sắc,
Đàm Thu Trang không nổi bật như những bóng hồng trước đó của danh nhân phố núi. Về sự nghiệp, cô cũng chỉ là tên tuổi hạng thường, chưa thực sự tỏa sáng. Nhưng cô gái dân tộc Tây lại là người biết cách giữ trái tim anh, có lẽ bằng sự chân phương, giản dị đến bình yên.